Westminster, Washington DC. Kính chào quý vị, kính chúc quý vị. Đoàn kết 2017 là chủ đề của picnic do Hội Thủ Đức tổ chức năm nay tại Sandy Point State Park, Maryland. Vào lúc 9 giờ sáng ngày Chủ nhật 23 tháng 7, 2017, Hội cựu sinh viên sĩ quan trường bị Thủ Đức vùng Hoa Tình Đốn và phụ cận đã tổ chức một buổi sinh hoạt ngoài trời tại Sandy Point State Park, bang Maryland. Mặc dù trời nóng trên 90 độ F, nhưng với những chân tình và sự thương yêu cũng như theo chủ đề Picnic Đoàn kết 2017, các quý hội đoàn, quý thân hữu và gia đình của hội cựu sinh viên sĩ quan trường bị Thủ Đức đã đến với nhau. Cảm động nhất với những món quà tình nghĩa, với những món đồ ăn đóng góp vào phần ẩm thực, những con cá cơm được chiên giòn, áo đẫm mồ hôi bên lò thịt nướng của các quý Alpha và các quý phu nhân Cư An Tư Nguy đã bỏ rất nhiều công sức cho buổi picnic được hoàn tất chu toàn. Ông Nguyễn Văn Hào, không ngại đường xa đến từ tiểu bang Delaware, chở một xe trái cây đủ loại, trứng gà và bắp đã luộc tại nhà, ấp ủ cho nóng để đến nơi cho mọi người cùng thưởng thức. Những quý nhà quay phim và nhiếp ảnh gia ướt đẫm mồ hôi để thu lại những hình ảnh, những kỷ niệm đẹp cho hội. Những quý thân hữu khề nệ đem mái nhà cây đàn, giúp vui văn nghệ. Những đóng góp hiện kim giúp cho hội Thủ Đức mướn được shelter để mọi người có thể ngồi trong bóng mát dù mưa hay nắng. Với sự hiện diện hơn 100 người tham dự, đã nói lên sự đoàn kết và yêu thương dành cho hội Thủ Đức. Quý khách mà tham dự picnic của Thủ Đức đông hơn năm ngoái, đúng. Và tất cả các quý hội đoàn, không thiếu một hội đoàn nào hết, quân nhân cán chính, nhảy dù, thủy quân lục chiến, biệt động quân, không quân, hải quân, ngay cả các bên dân sự của cộng đồng vùng Hoa Thành Đốn và Liên hội của chiến sĩ đều ủng hộ hội Thủ Đức năm nay. Chúng tôi đã lựa một bãi biển tuy hơi xa nhưng mà tôi nghĩ rằng nguyên một cái năm đã mệt mỏi rồi. Bãi biển này nó có những cái chỗ mà không khí rất là ấm cúng và nó gắn bó với nhau. Nên là tôi vẫn chọn cái bãi biển này để mà làm cái picnic. Về cái hội ngộ đoàn kết picnic của chủ đề ngày hôm nay đã khiến tôi phải bỏ nhiều công việc, vì hiện tại tôi đang là bên Thăng Tiến Hôn Nhân và hôm nay chúng tôi đang có cuộc họp nhưng tôi phải bỏ để tới dự với các anh em, đồng thời gặp lại các đồng môn của mình. Dù sao thì đây cũng là những cái thời điểm, những cơ hội cho chúng tôi được gần gũi lại với nhau. Mấy chị em tôi đến đây để cho ngày picnic của Thủ Đức. Hội Thủ Đức đã làm một cuộc họp mặt rất là đông đủ, tất cả các hội đoàn đến đây để vui vẻ ở ngoài biển. Bích Phương tường trình từ picnic Hội Thủ Đức 2017 Maryland.